Đây điều khiển này. Thu lại này. Nút thu lại. Thu lại nhá. Đây nút mở ra này. Điều khiển bếp này em lấy cái điều khiển bếp chỉ họ chị điều khiển bếp này. Tích hợp bếp từ ăn nổ này đấy, bảng điều khiển bếp đấy bấm lên luôn mở bếp lên em đấy. Bên đỏ ấy nguồn ở bên đỏ đấy. Đấy tắt đi. Tích hợp bếp từ ăn nổ nha, siêu nhanh. Cho chị cái song lên đi.